Rồi, hello chào cả nhà nhé. Thì hôm nay thì cái nhà mình bữa mình chia sẻ là nó đổ đà với đổ đế, thì hôm nay bắt đầu tới khâu là đổ cột rồi hết cả nhà. Đây thì sáng thợ mình ra mới vừa dựng những cái đồng cột lên và đang chỉnh những cái gốc nha. Thì mình dựng cột thì phải dựng cây đầu này trước và một cây đầu đằng kia ha, hai cây hai đầu, rồi xong mình sẽ giăng một cụm dây. Đây thì cái cây này nó bị do cặp với cái nhà cũ á, thì nó hơi khó một chút. Phải có người trên dưới đang gịch cái mái tôn ra. Xây ra cái đi hả, đưa vô. Được. Dỡ cao lên chút thôi, dỡ cao lên mới xây được. Gịch cái nồng kìa. Dỡ cao lên nữa thôi. Cao lên nữa. Thiếu dáng chở bằng xe con luôn. Rồi sau khi thì đóng dựng chỉnh từ nãy giờ thì cũng xong rồi ha. Bây giờ tới bước là mình sẽ tưới nước cho mấy cái hộp cột mình ha. Thì mình đổ cột mình muốn cho nó đẹp thì dáng mình phải tưới cho nó đủ nước. Đủ nước thì nó mình hồ nó sẽ không dính vào miếng dán đó, rồi lúc mình gỡ ra cột nó sẽ đẹp hơn ha. Thì để coi cái cột mình đổ rồi tới ngày mai mình mở coi nó có đẹp không cả nhà, thì ngày mai mình sẽ chia sẻ cả nhà tiếp nha. Bữa nay thì thợ mình bắt đầu là đổ hồ hết cả nhà. Thì cái này hồ mình đổ thì cũng tỷ lệ là 46 luôn nha. 4 một bao xi măng, 4 thùng cát và 6 thùng đá. Đây thì mình cũng phải quẹt miếng hồ dầu. Nên thợ mình cũng đang quẹt miếng hồ dầu. Hồ dầu là để mình đổ vô những cái chân cột như thế này nè. Cái chân hôm qua đà mình đổ nè, thì nó sẽ kết dính giữa cái hồ cũ và hồ mới á. Thì cây mình đổ một miếng vậy thôi. Cây đổ một miếng cho nó có miếng hồ dầu nè, nó sẽ kết dính giữa cột mới cột cũ nha. Rồi sau khi thì hôm qua mình đổ thì sáng nay bắt đầu mình dỡ cột hết cả nha, để mình xem thử nó có bóc lát không cả nhà. Rồi sau khi hôm qua thì mình đổ xong thì buổi sáng rồi buổi chiều mình không làm, thì hôm nay sáng thì mình bắt đầu mình tháo dỡ ra hết cả nhà. Đây. Do mà dán mình có ngâm nước qua một đêm á, nơi cột mình đổ nó rất là bóng nha. Đây là những cái nghe với chỗ cái đinh này là chỗ này cây gâu gâu cột mình ha. Râu để mình đóng ra mình chừa để mình khi lát mình xây tường á, mình sẽ móc nó ra, móc ra mình sẽ xây âm vô trong tường nha. Xây nó một cái. Xây theo ông nội tôi nói là xuống dựng ba thứ. Qua cẩm xuống cho cố gì nhỏ không lên. Thổi qua thổi cẩm kìa. Cái đó cái cây hôm qua cẩm xuống mấy đìa đang để mà chổi cái hộp cột mình đó. Sau một đêm thì nó bị hít ở dưới. Là cột mình đó hôm qua thì nó rất là bóng rồi cả nhà. Cũng hới luôn ha. Bị cái này do mình hôm trước mình ngâm cái hộc nó. Mình đóng xong mình bỏ nước mình ngâm hết đêm ha. Mình dán nó đủ nước thì mình đổ nó rất là bóng nha. Nó không có bám vào trong miếng dán mình á. Mình gỡ ra cột nó rất đẹp. Còn đây thì cây này nó nằm sát trong tường, do nó hơi vướng dính cái này kia nọ, nghe cãi hơi khó lấy một chút. Thì như mình cũng đã nói thì nhà mình làm giữa cái nhà cũ nhà mới thì mình phải có cái cột trong dốc gốc đó ha. Chứ mình không có đục câu vô cái cây cột của nhà cũ được nha. Bởi vì mới cũ mình làm thế nào sau này nó cũng phải giật hở ra. Thì mình làm một cây cột riêng biệt luôn. Đặng mình sẽ kết cấu nó một khối liền của một cái nhà mới mình vào này ha. Còn ở trong đó là mình sẽ cho nó tách biệt nhà cũ nhà mới luôn. Rồi như mình chia sẻ cả nhà thì từ hôm qua tới nay đó thì mình thợ mình dựng cột và đổ cột á. Thì bây giờ thì cũng đã đổ xong hết cả nhà.
thì cọp thì cũng rất là bóng láng nha, như sau lưng cũng có một cây nè. Thì thôi thì mình xin dừng cái clip tại đây cả nhà xem video nếu thấy hay và hữu ích cho một like và một đăng ký kênh hết cả nhà. Thì em chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều nha, rồi em chúc cả nhà có một ngày mới thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe nha, tạm biệt, bye bye.